Đang tới khu vực Ma Hồng Tử rồi đó. Hả? Ma Hồng Tử là đâu? Thì chính là ở gian bờ. Hình như hắn biết phép mở đường. Vừa đứng lên thì hắn cao khoảng 10 trượng đó. Hả? Trên tay hắn còn cầm theo cái kim cô bản, hét to lên rằng bây giờ đã có thức ăn rồi. Hả? Bây giờ hắn đang nấu nước mài dao. Vừa mài dao miệng hắn vừa nói: dao ơi, dao này ta không dùng tới người để thể hiện thần thông, nhưng mà hôm nay có tới 10 dạng yêu tinh, đợi ta đánh chết 3 tên ma đầu để tế ngươi. Vậy là hắn mài xong dao, hắn sẽ đến đánh chết 10 dạng tiểu yêu tinh chúng ta trước. Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Làm sao đây? Các chị, tôi có một câu, không biết có nên nói hay không nè. Nói đi. Ta thấy địch đường tăng cùng lắm á, chỉ có mấy cân thôi. Hả? Ở đây chúng ta có vô số huynh đệ đều có tiếng tăm hết. Với cái đường tăng thực sự bị đại dương bắt làm thịt, làm gì có phần cho chúng ta thưởng thức đây. Cũng phải. Nhưng mà lại bắt chúng ta ở đây canh giữ, hay là nhân lúc còn kịp bao giải tán đi. Dù gì cũng được vui sướng tự do, ít ra cũng sống thêm được vài ngày nữa. Đúng rồi. Đại ca, nếu như hắn tới đây, chúng ta hãy bắt lấy hắn có đúng không? Đúng. Anh Lệ nói không sai, phải bắt hắn chứ. Đương nhiên rồi. Tam kiến ba vị đại dương. Tiểu Diệp Phong, ngươi đi Tuần Sơn, có tin tức gì của tôn hành giả không? Đại dương, tôi không dám nói. Sao không dám nói chứ? Nói đi. Tôi phụ lệnh của đại dương, cô chiên đi thông báo, đi tuần khắp núi. Phía trước xuất hiện một người, hắn đang ngồi mài dao. Trong bộ dạng của hắn, hình như là thần tướng mở đường. Nếu như đứng lên thì cao khoảng 10 mấy trượng. Bây giờ hắn vẫn còn ngồi ở đó, vừa múc nước vừa mài dao, miệng hắn vẫn lầm bầm. Hắn nói là con dao của hắn lần này có cơ hội thi triển thần thông, phải mài cho thật bén để ăn thịt đại dương. Như vậy huynh đệ, dao phải tính sau đây. Bay đâu? Gọi hết huynh đệ lớn nhỏ bên ngoài vào đây đóng cửa động, để mọi người đừng tăng qua đi. Khoan. Dạ bẩm đại dương, huynh đệ bên ngoài đã giải tán hết. Giải tán rồi à? Dạ. Vậy chắc là đã nghe được phong thanh gì rồi. Mau đóng cửa lại đi. Dạ. Khoan, đại dương. Hắn còn nói nhiều câu rất khó nghe. Hắn còn nói những gì? Rồi, nói mau. Dạ, hắn nói là hắn sẽ lột da đại dương và lóc xương vị đại dương, rút gân tam đại dương. Cái gì? Nếu các chị không ra ngoài, hắn biết biến hóa sẽ biến thành con ruồi từ cửa động bay vô bắt hết chúng ta ra ngoài. Hoặc là nhân lúc chúng ta ngủ say, mỗi người hắn cho một đao bổ hết chúng ta ra để làm thịt ăn chơi. Hắn nói như vậy đó. Các quân đệ qua đây. Mọi người nghe rõ đây, tôn hành giả. Dạ, đại dương. Nghe ta nói tiếp. Dù là bất cứ góc cắt nào cũng không được từ bỏ. Tìm cho kỹ. Đại ca, mình đã bị hắn cản rồi. Hắn không phải là Tiểu Chim Phong, mà chính là tôn hành giả. Chắc là hắn đã gặp Tiểu Chim Phong, sau đó giết chết hắn, giả mạo Tiểu Chim Phong đó. Đại dương, làm sao tôi có thể là giả được chứ? Tôi chính là Tiểu Chim Phong thật đó. Nhìn đi. Huynh đệ, để lầm rồi. Hắn ta chính là Tiểu Chim Phong đó. Không sai. Hắn tới báo cáo với ta một ngày 3 lần. Ta nhận ra hắn mà. Ta cũng nhận ra tên Tiểu Chim Phong này. Các huynh không nhìn thấy sao? Hắn quay mặt đi cười, để lộ ra cái miệng lôi công. Thế để phát hiện ra, liền giả mạo lại Tiểu Chim Phong. Các quân đệ, bắt lấy hắn cho đâu. Tôi chính là Tiểu Chim Phong thật mà. Hãy tụ quần của hắn ra cho ta. Các quân xem, mông của hắn màu đỏ, không phải mông khỉ thì là cái gì. Các quân đệ,
đẩy bảo bình của ta ra đây. Ừ. Để ta bắt Tôn Ngộ Không vào bình, lúc đó chúng ta có mồi nhậu rồi. Đừng. Mồi lên. Nhìn lên đi. Cẩn thận đó. Cẩn thận nha. Đây. Tôn Ngộ Không, xem hôm nay người chết thế nào. Hắn đâu rồi? Đâu rồi? Tôn Ngộ Không, ba tên yêu quái đúng là hiếu thảo thật, chuẩn bị cho gia gia ta một cái bô lớn như vậy đó sao? Vào đó người sẽ biết. Tôn Ngộ Không. Nè, con khỉ này đã lọt vào trong bảo bình của ta. Đừng hòng có thể đi Tây Thiên thỉnh kinh được nữa. Như hắn có thể đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, từ khi là đầu thai chuyển thế. Đại ca, thì không sợ hắn nữa rồi. Tên yêu quái này định gạt ai vậy? Còn nói cái gì? Người nào bị hút vào đây không đầy 1 giờ 3 khắc sẽ biết thành dũng máu. Theo ta thấy, trong này mát mẻ như vậy, có ở thêm 7-8 năm nữa cũng chẳng sao. Chuyện gì vậy? Không lên tiếng thì chẳng sao, vì lên tiếng là có nhiều lửa rơi xuống như vậy. Ở đây là đâu? Chẳng phải thiêu chết ta sao? Sư phụ, nghĩ lại con thật có lỗi với sư phụ. Lão Tôn vốn muốn đưa sư phụ đến Tây Thiên, không ngờ hôm nay tự cho mình hay nên chuốc khổ vào thân, bỏ mạng tại đây, thật là quá đáng. Sư phụ, lão Tôn này đã nuốt lời rồi. Lão Tôn bị thiêu đến mềm lông luôn rồi. Sao vẫn còn có 3 cọng? Đúng rồi, là Bồ Tát ban cho mình. Hả? 3 cọng lông này là dùng để đến lúc nguy cấp cứu mạng mình mà Bồ Tát đã nói. Chẳng biết còn dùng được không nữa. Đúng rồi, tạo quá. Tâm đệ à, cũng khá lâu rồi, chắc Tôn Ngộ Không đã chết rồi vậy. Dù hắn là Thương Kim Cang thì cũng chết lâu rồi. Cho người xem đi. Cạn đi. Đại Dương, sao bình nhẹ quá? Nổi vậy. Nhẹ lắm. Hả? Bình nhị khí âm dương tâm đại là bảo vật sao nhẹ được chứ? Nó nhẹ hả? Thì đó. Nhưng mà nó nhẹ thật mà. Nhẹ thiệt đó. Nó nhẹ lắm á. Đi. Qua thẩm tử. Đâu? Nhẹ thiệt đó.
Sao vậy? Sao mình trốn không vậy? Con có Tôn Ngộ Không đâu vậy? Coi thử. Sao đây có cái lỗ? Sao đây có lỗ vậy nè? Sao vậy? Ngươi yêu quái, cái bình bể của ngươi không có chứa được người đâu, đem đi làm cái bô còn chảy nước tiểu ra ngoài nữa kìa. Đâu rồi Hầu ca. Yêu quái, Tôn gia gia ta đang ở đây, còn không mau ra khấu đầu để ta miễn cho tội chết. Đúng á. Mau ra khấu đầu đi. Mau. Đại dương, đại dương, đại dương, thiên tôn ở ngoài đang mắng ba vị đại dương kìa. Ây sao, bao năm nay luôn truyền tin đồn nói con khỉ độc đó hung hăng ngạo mạn, xem ra lời đồn không sai. Bây giờ còn đến đây khiêu chiến, ai dám ra ngoài đánh trận đầu với hắn, cả bình nhị khí âm dương của ta cũng bị hắn đục thủng. Con khỉ này quả thực là không dễ đối phó đâu. Đại ca, chúng ta bao nhiêu năm nay ở đây cũng được xem là anh hùng hào kiệt, hôm nay kỷ đột thiêu chiến, nếu chúng ta không ra chẳng phải mất hết danh dự sao? Thôi được, để ta liều cái mạng này đấu với hắn ba hiệp, nếu như thắng hắn, Đường Tăng sẽ là mồi nhắm của chúng ta đó. Đúng. Nếu như đánh không lại thì cứ thả hắn đi, đưa binh khí. Binh khí đâu? Mau, binh khí đâu? Hủy Hầu ca tới rồi kìa. Thủy Độn, bọn ta đâu có chọc kẹo ngươi, sao ngươi cứ tới đây kiếm chuyện vậy? Không có chọc kẹo ta. Đám yêu tinh các người ở đây kết bè cấu đảng, chuẩn bị sẵn mưu kế để ăn thịt sư phụ của ta. Đúng. Xem ra hôm nay ngươi nhất định phải phân thắng bại mới chịu chứ gì, phải không? Phân thắng bại, tiêu diệt đám yêu quái các người là bản sắc của Tôn gia gia ta đây mà. Thủy Độn, ngươi đâu cần ngôn cồn vậy. Bây giờ ở trước động bọn ta, hả? Địa bàn của hắn đó. Nếu như ta điều động yêu binh, cuộc chiến đánh trống vào chiến với ngươi, dù thắng cũng không phải là hảo hán. Ta với ngươi, một người đấu với một người. Một chạy một à? Không cho giúp đỡ. Được thôi, bắt chơi. Để đi tìm nơi nào nghỉ ngơi đi. Một chạy một, xem hắn có thể làm gì được ta đi. Đúng á, Hầu ca, huynh một cho một trước ha, một cho một đi. Hay quá. Được. Được. Vậy ta và ngươi làm mẫu trước đi, ta chém ngươi ba nhát. Nếu ngươi không sao, ta sẽ thả Đường Tăng qua núi này. Nếu không tiếp được ba đao của ta, thì đưa Đường Tăng tới đây cho ta ăn thịt. Được, ta sẽ cho ngươi chém ba đao. Nếu như ta đi động đậy, xem như là ta thua ngươi. Vậy ngươi tiếp chiêu. Yêu quái, tốt nhất là quay vào động, lấy thanh đao nào cứng hơn một chút đi. Nếu như chém như vậy, chém tới sân năm, Tôn gia gia của ngươi cũng không có sao đâu. Hả? Chém lại đi. Để hãy ở đây đợi, để ta đi xem sao đi. Cẩn thận Hầu ca.
Âu ca, Âu ca, cái tên Mật Mã Ôn này cũng có mắt mà, đúng là làm khổ lão trư này. Sao huynh không biết tìm nơi nào đó núp đi? Huynh bị yêu quái ăn rồi, để làm sao bây giờ về ăn nói với sư phụ đây. Âu ca. Đại dương về rồi. Bắt được khỉ độc chưa? Đã bị ta nuốt vào bụng rồi. Hả? Đại ca, con khỉ độc đó không thể ăn được. Không ăn được à? Tại sao ta không thể ăn vậy? Ăn đi, ăn đi. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng cũng đỡ đói. Ta bảo đảm người mấy chục năm không biết đó là gì. Giọng con khỉ đó phát ra từ đâu vậy? Trong bụng của đại ca. Trong bụng của đại ca kìa. Trong đó. Thiệt là. Đừng lo. Nếu ta có bản lệnh ăn hắn thì cũng có thể khống chế hắn. Nè, cầm coi. Dạ. Đợi chút, để ta uống hết chén canh này rồi ói hắn ra ngoài, chúng ta cùng chiên thịt hắn làm mồi. Được. Chết rồi. Lão Tôn ta sợ nhất là canh nóng. Trời ơi. Sao không có gì? Tôn Ngộ Không, còn không mau ra đi. Còn sớm lắm, bây giờ đang là mùa thu lạnh, ta chỉ mặc một cái áo. Ở trong này ấm áp hơn, không có thông gió, đợi tới mùa đông mới tính đi. Người muốn ở trong bụng ta trú đông sao? Ta dùng thuật về mây, cả mùa đông không ăn gì, ta cho tên Mật Mã Ôn này đói chết luôn. Ta không nói thì ngươi cũng không biết. Lão Tôn ta bảo vệ đường tăng đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường đi quá duyên, quá được một chảo to, ta có thể chiên được ruột gan phèo phổi của ngươi, chiên hết ngũ tạng lục phủ của ngươi để ăn, đủ cho ta ăn cả một mùa đông. Mùa xuân năm sau chúng ta gặp lại. Đại ca, có kỹ độc này nói được làm được đó. Trời ơi, muốn ăn ngũ tạng cũng không sao, không biết hắn lấy cái gì kê chảo nữa. Cây ba sừng của ngươi ta dùng để kê chảo được lắm á. Không xong rồi, nếu hắn thực sự rút ra cây chảo bị lửa thiêu đốt, chẳng phải sẽ trở thành phế nhân sao? Không sao. Đợi lão Tôn ta không chịu được khói, ta sẽ đục một cái lỗ ngay xương sống của người, một để thông khói, hai là để có thể làm cửa sổ cho nó mát. Vậy cậu huynh đệ đừng sợ, mang rượu thuốc ra đây, ta phải uống vào thuốc chết con khỉ độc này mới được. Dạ, đi mau lên. Dạ, đi mau. Lão Tôn ta 500 năm trước đại náo thiên cung, từng uống rượu của Ngọc Đế, ăn đầu tiên của Dương Mẫu nương nương, còn trộm tiên đan gì đó của lão quân. Rượu gì mà ta chưa từng uống chứ? Mang ra để ta nếm thử làm mùi vị gì. Thật kỳ lạ, rượu này á, thường ngày ta chỉ uống hai ba chung là ruột nóng như lửa đốt rồi. Hôm nay ta uống nguyên cả bình mà mặt cũng không đỏ nữa, là sao đi chứ? Đó, ta thử vậy là xin cho. Ôi cha, hả? Đại ca, ôi đại ca, ôi cha, đại ca, đau quá, đại ca, ta đánh chết người. Đại ca. Đại ca. Đại từ đại bi, tề thiên đại thánh đại bồ tát. Con trai ngoan, đừng có nhiều lời nữa, bớt vài chữ đi, gọi ta là Tôn ngoại công. Ngoại công đều là lỗi của tôi, nhất thời lỡ nuốt người vô bụng rồi ngược lại bị người hại ta. Hy vọng đại thánh đại từ đại bi có câu con kia cũng muốn sống mà tha mạng cho ta, bọn ta nguyện đưa sư phụ người qua núi. Vậy ngươi làm sao đưa sư phụ ta qua núi đi? Bao huynh đệ chúng tôi dùng kiệu hương đàn đưa sư phụ người qua núi. Vậy ngươi đã hứa rồi đó, không được nuốt lời. Không dám đâu. Tốt,
Nếu đã như vậy, hãy há to miệng để ta bay ra. Nhảy lên đi. Đại ca, tiểu đệ của kế này, đợi khi hắn ra, đại ca hãy ngậm miệng lại, cắn chết hắn đi. Tao ra đây. Hả? Ta ra đi. Ta ra đi. Ta ra đi. Ta ra đi. Yêu quái, ta muốn tha mạng cho ngươi. Ngược trời lại, ngươi lại muốn cắn ta. Lấy mạng của ta, ta không ra ngoài nữa. Bây giờ ta muốn ở đây giết chết ngươi. Cho ngươi chết nè. Cho ngươi chết nè. Cho ngươi chết nè. Đại ca. Tam đệ, để làm vậy chẳng khác gì người nhà hại người nhà. Hắn muốn ra ngoài, ta cho hắn ra ngoài là được rồi. Để lên suối ta cắn hắn, giờ tốt rồi. Hắn chẳng những không bị cắn, còn răng cửa của ta thì gãy hết trơn rồi. Trời ơi, nếu hắn không chịu ra, thì mình phải làm sao đây? Sao đây? Tôn Ngộ Không, ta nghe đại danh của ngươi lâu rồi. Nói ngươi thị uy ở ngoài Nam Thiên Môn, gây chiến ở Linh Tiêu Điện, đường đến Tây Thiên Hạng yêu phục quái, uy trấn yêu giới. Bây giờ gặp mặt, không ngờ ngươi chỉ là tiểu bối núp trong bụng người ta. Sao gọi là tiểu bối? Hảo hán thiên lý khách, dạng lý đi truyền danh. Có bạn lĩnh tiêu ra đây, chúng ta một đau một thương đấu nhau. Đúng rồi, ra đây. Giỡn trò trong bụng người ta. Nếu không phải là tiểu bối thì là gì? Nói hay lắm. Bây giờ nếu muốn ta giết ngươi thì có gì khó, nhưng chỉ là làm nhơ thanh danh của ta. Được thôi, ta ra đấu với ngươi. Nhưng chỉ có điều, động của ngươi quá nhỏ, đánh không xuống tay. Tìm nơi nào rộng rãi hơn đi, ngươi thấy thế nào? Được, bọn ta ở ngoài động đợi ngươi. Quân đâu? Lấy binh khí. Khoan đã. Nếu luồng dây này từ miệng hắn ra ngoài, hắn sợ đau ngậm miệng lại sẽ cắn trúng mình. Còn nếu đi từ lỗ mũi ra thì hả? Đi từ lỗ mũi ra? Mau ra đi. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lão Tam, ta thấy hay là mình đừng chọc hắn. Kỹ độc này hung hăng quá. Nhưng chưa tới thanh minh đã bắt đại ca làm con diều. Lát nữa đây sợ là cả cái bà của đại ca cũng không còn. Tôn Ngộ Không, mau thả đại ca của ta ra. Bọn ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Tôn Ngộ Không, mau xuống đây, mau xuống đây. Đại ca, đại ca,
Đại ca. Đại ca có sao không? Tôn Ngộ Không, nghe nói ngươi có lòng khoan hồng đại lượng, hôm nay được gặp ngươi là Phường tiểu nhân Long Gia hay thôi. Thật lòng bảo ngươi ra để đấu với bọn ta, ngươi lại buộc dây thần vào trái tim của đại ca ta. Đám yêu tinh các người đúng là không có mắt, dụ ta ra ngoài để cắn ta, bây giờ dụ ta ra đây lại bày trận bắt ta. Mấy dạng yêu tinh các người đấu với một mình ta như vậy có công bằng hay không vậy? Nói thử ta nghe xem. Đại ca. Bây giờ ta sẽ kéo tới kéo lui, kéo ngươi đi gặp sư phụ ta. Ngươi quỳ xuống. Đại thánh từ bi, tha mạng cho tôi. Tôi nguyện tỷ sư phụ người qua núi. Ngươi muốn giữ mạng hả? Được, vậy lấy dao ra cắt dây này là được rồi. Trời ơi, Tôn ngoại công à, người chỉ cắt bên ngoài, bên trong vẫn cột vào trái tim mà, sớm muộn gì cũng chết nghẹt à. À, nếu đã như vậy thì hãy mở miệng to ra để ta bay vào trong tháo dây cho ngươi vậy đi. Tôi sợ ngoại công vào rồi không chịu ra nữa thì phải tính sao đây. Đứng ở ngoài tháo dây không phải là không thể, nhưng mà tháo xong ngươi có ngoan ngoãn đưa sư phụ ta qua núi hay không đây? Thủ đoạn của ngoại công tôi đã lệnh giáo rồi, đánh chết cũng không dám trái lời đâu. Ta chấp người, người cũng không dám. Hết rồi. Đại thánh, mời về nói với Đường Tăng thu dọn hành lý, chúng tôi lập tức tiễn sư phụ người đi qua núi. Nếu người dám nuốt nửa lời, đừng trách lão tôn ta vô tình. Nhớ rõ chưa? Hả? Ý trời ơi, không dám đâu. Không dám đâu, không dám đâu. Sư phụ. Sư phụ. Bắt giới. Không lẽ ta lại trúng quỷ kế của bọn yêu quái? Chúng một mặt dụ mình, mặt khác lại bắt sư phụ ta đi sao? Sư phụ!师父，苦苦追寻千百年，只为完成我夙愿。问半天，真爱何时？师父，con là người ngu si khờ khạo, nhưng con đã quyết định theo thầy đi Tây Thiên, muốn làm một giả thỉnh kinh. Còn những chuyện khác con không làm, đường nào khác con cũng không đi. Ngô Tình giỏi lắm. Đi, lên đường thôi. Dạ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ ơi. Sư phụ, con không có đi đâu hết. Sư phụ thỉnh không được chân kinh. Dù có gặp được nương tử, con biết nói gì đây? Thỉnh không được chân kinh, con cảm thấy có lỗi với Bồ Tát. Từ nay về sau, trên đường Tây Hành, sư đồ chúng ta sống chết có nhau, sống chết không xa. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Đúng là đồ đệ đúng của sư phụ. Sư phụ, sư phụ, các con đúng là đồ đệ tốt của sư phụ. Sư phụ, sư phụ, bắt giới, các người khóc cái gì vậy? Đừng khóc nữa, con về rồi đây. Ai vậy? Lại đây. Không có đau, về rồi. Chẳng phải huynh bị yêu quá sao tự nhiên sống lại? Tên heo ngốc người, tưởng ta giống như người sao? Làm chuyện gì cũng vô dụng hết à? Yêu quái đó, muốn ăn thịt ta sẽ moi tim hắn, bóp phổi hắn, đạp bụng hắn,
làm cho hắn đau đến nỗi phải quỳ xuống xin tha mạng. Chẳng những không ăn được ta, còn lấy rượu để rước sư phụ qua núi nữa kìa. Ngộ Không vất vả cho con quá. Đâu có gì. Làm thầy hết hồn. Sư phụ tưởng mình khó sống nữa rồi. Hắn còn cười, mở miệng ra toàn nói dìm gỡ, làm gì không ra cái gì. Hầu ca, đừng giận mà. Được rồi. Giận mà. Không sao là tốt rồi. Hầu lên ca, đường thôi. Giận đi thôi đại xuân. Đi thôi sư phụ. Đi hầu ca. Không. Bóp đi. Yêu tình chết tiệt, mau ra đây đi. Chư gia gia ta tới rồi, ló đầu ra chịu chết đi. Tới đây nộp mạng phải không? Đừng qua đây mà. Sao vẫn chưa thấy về? Ngộ Không. Dạ. Bắt giới, to người nhỏ trí lại không biết cách ứng biến. Lần này đi, nhất định là lành ít chữa nhiều. Hay là con đi cứu đó đi. Sư phụ à, sư phụ không thể luôn che chở cho bắt giới, như vậy là không được. Sư phụ sẽ bắt giới lần nào cũng tự mình tạo nghiệp, hơn nữa lần này là tự để bị bắt, làm sao trách con được chứ. Trời, tại sư huynh nói vậy là quan cho sư phụ rồi. Không phải sư phụ không lo cho huynh, mà là tin tưởng bản lãnh của huynh. Huynh tuyệt đối không bị thương. Sư phụ, dù sao thì cũng phải để con heo mập rèn luyện một chút, nếu không thì làm sao nó biết đường đi Tây Thiên khổ sở như thế nào chứ. Giữa huynh đệ với nhau sao không có chút lòng thương ái gì hết. Thôi được rồi, con đi. Con đi là được chứ gì. Dạy hắn vào. Dạ. Như đệ. Đi. Đúng là vô dụng mà. Đúng, yêu quái. Đúng á. Quên, đại dương. Ngài nói đúng. Ta vô dụng á, đúng không? Nếu muốn bắt thì ngài hãy bắt những người hữu dụng đi. Hả? Đại ca, hả? Hữu dụng. Các huynh đệ, dạy trời bắt giới vào trong làm thịt đi. À không, phải nướng. Nướng cho giòn một chút, không được chín quá. Trời ơi, cái người này yêu quái gì vậy? Sao lại ăn thịt nướng? Trời ơi. Hôm nay có thịt ăn rồi. Con heo ngốc, trù cho ta chết. Ngược lại ta phải để cho ngươi sống, xem yêu quái hành hạ ngươi như thế nào. Ngươi chịu đủ tội rồi ta mới tới cứu ngươi. Cứu mạng tôi. Trời, cứu mạng tôi. Tiêu rồi. Xem ra tiêu rồi. Lần này lão trư không giữ được mạng rồi. Cứu tôi với. Xem ra lần này không thể quay về Cao Gia Trang được rồi.
Nương tử à, kiếp sau chúng ta mới làm phu thê à. Kiếp sau nha nương tử à. Trời ơi. Trương Ngộ Na. Ai trời ơi, sao lão trư xui dữ vậy nè. Cái tên này là Quan Âm Bồ Tát đặt cho hả? Sau khi đi theo sư phụ thì gọi là bát giới. Sao ở đây lại có người biết tên của mình? Ai vậy? Người là ai vậy? Là ta. Trương Ngộ Na. Trời ơi, người muốn làm gì vậy? Chị Dương gia bảo ta tới đây bắt người. Bạch gia gia, ông tạm về đó trước đi ha. Nói với Diêm Dương á, nói với hắn là đại sư huynh Tôn Ngộ Không của ta có chút giao tình với ổng, sẽ ổng có thể tới trễ một chút không? Ngày mai hãy tới bắt ta được không? Thôi mà Diêm Dương bảo người chết ba cân, sao có thể để người tới cân đâu? Hãy theo ta xuống dưới đi, để khỏi phải phí tâm sơ công tiền. Trời ơi, Bạch Gia Gia, ông hãy nghĩ cách nào cho tiện đi ha. Ông xem, lão trư ta bây giờ đang bị như vậy. Chết, dĩ nhiên chết là cái chắc rồi. Hay là vậy đi, đợi sau khi yêu quái đó bắt luôn cả sư phụ ta, thì tới lúc đó ngươi mới bắt ta đi một lần cho nó tiện, được không? Để bọn ta có thể gặp mặt nhau lần cuối. Cho dù chết, bọn ta cũng được chết chung một nơi. Được rồi, được rồi. Chuyến này có tới 30 người lần đều là ở gần chỗ này. Dù sao thì cũng phải tới trời sáng. Nhưng mà ngươi có gì để đáp tạ ta hay không vậy hả? Bây giờ đi nơi khác thì cũng phải có lộ phí. Chứ ông nghĩ, ông nghĩ tôi là người xuất gia mà, vậy tôi sao mà có tiền lộ phí được chứ? Không có tiền thì đi theo ta. Khoan, Bạch Gia Gia, ta biết sợi dây của ông tên là dây đoạt hồn. Ngay cả con ngựa cũng không còn sức nữa. Ta có chút ngân lượng nhưng mà không có nhiều. Ở đâu, mau lấy ra đi. Bạch Gia Gia ơi, ngươi còn không có cái gì, có tiền thì mau lấy tiền ra đi. Nếu không có tiền thì phải đi với ta. Bạch Gia Gia, ông không có biết đâu, lão trư này là một người có số khổ. Từ sau khi lão trư ta làm hòa thượng cho tới bây giờ có được hai thí chủ thiện tâm lúc làm trai tăng đó, thấy lão trư ta ăn hơi nhiều cho nên đã cho nhiều hơn chút. Lão trư ta cũng không nỡ ăn, cũng không nỡ mặc, mà mấy năm trở lại đây cũng chỉ để được có 5 lượng thôi à. Số người cũng là người hòa thượng có tính toán đó, ngân lượng đâu? Ông muốn lấy thì có việc lấy hết đi. Ngân lượng ở trong lỗ tai phải của lão trư nè. Thì ra tên mật mã ôn trời đánh này, bây giờ lỡ tôi đệ cũng đã đi tới nước này rồi, còn ở đó mà chơi đệ nữa, để liều mạng với huynh cho coi. Trời ơi, lỡ trừ này thiệt. Cái con heo tham lam nhà ngươi, đánh yêu quá thì không xong, lấy tiền riêng thì có bản lĩnh lắm đó. Trời ơi Hầu Ca, cái đó mà tiền riêng cái gì? Đó đều là số tiền mà lão trư đệ vất vả dành dụm mà có. Đúng ra mong tới mùa đông cũng có thể mua được cái áo ấm, nhưng mà thật không có ngờ lại bị con khỉ đổ quên lấy đi mất rồi. Hầu Ca, hay là chúng ta thương lượng chút đi, huynh để lại chút ít cho đệ ha. Ngân lượng thì ngươi không có, vậy còn cái mạng ngươi có muốn hay không? Hầu Ca, huynh đại phát từ bi, hai thứ đó đều đều muốn hết. Cứu người thì có thể suy xét. Ngân lượng ngươi không có,
Tiền đâu? Vậy huynh hãy mau cứu đệ ra đi chứ. Đầu heo, có chịu chết đi được à? Trời, Hầu ca ơi, để thấy chúng ta nên đi cửa sau đi. Vô dụng, chúng ta đi cửa chính, tại sao lại phải đi cửa sau chứ? Đi theo ta, nhanh lên. Hầu ca, đệ nghĩ là chắc là do đệ nằm ở trên đó lâu quá rồi, chân đệ tơi hết rồi, hai chân không còn cảm giác, chẳng còn sức lực. Vậy phải làm sao? Mượn vai chút thôi. Ngươi đi được chưa? Đi được rồi. Chân của đệ tơi quá trời, nó không có nghe lời đệ nữa. Úi trời ơi. Tôn Ngộ Không chưa bắt giới. Hầu ca, chết à? Báo đi bẩm báo đại vương. Hầu ca nó bỏ chạy hết rồi. Hầu ca, vì muốn không liên lụy huynh á, huynh này cổng đệ chút được không? Ta cổng ngươi à? Cổng. Được rồi, lên đi. Vậy cho nhanh ha. Để đệ lên ha. Một, hai, ba. Ui trời ơi. Cổng hả? Có bơ. Vậy mà nó là huynh đệ hả? Thằng nghiếp với chân tơi của đệ, sao để chạy nhanh được? Tôn Ngộ Không, ngươi tưởng là các ngươi chạy thoát sao? Đại dương của ngươi đã bị ta giết thảm, xem ra ta không cho ngươi nếm mùi lợi hại thì ngươi sẽ hổ thẹn với huynh đệ của ngươi. Vậy được, để bọn ta sẽ cho ngươi được thỏa lòng mong ước. Đúng. Xem cung ta đi. Con khỉ đột này, lúc hắn đối phó với lão trừ tà thì quá trời cách luôn. Vì sao mà Hầu ca, dùng côn của huynh đập vào cái mũi của hắn đi. Bắt giới, cách thầy lắm. Yêu quái, để ta giết chết ngươi. Đừng, nếu như bây giờ mà để giết hắn chết đi thì sư phụ lại trách chúng ta là sát sanh. Thật không biết động não chút nào. Đi nhanh lên. Đi. Sư phụ, thầy xem nhị vị sư huynh hàng được yêu quái rồi kìa. Sư phụ. Mau. Quỳ. Quỳ xuống. Gặp trư gia gia của người mà không quỳ nữa hả? Bài kiên thanh tăng, các người có chịu đưa thầy trò ta qua núi chưa? Nếu thanh tăng chịu tha mạng cho tôi lập tức đưa người qua núi, quyết không gian dối. Nè. Tạm thời ta tha mạng cho ngươi, mau chuẩn bị kiểu đi. Dạ. Đưa thầy đồ bọn ta qua núi, nếu như có gì gian dối sẽ không tha cái mạng voi của ngươi đâu, ngươi đã rõ chưa? Đúng, còn lão trư ta đó hả, hôm nay cũng sẽ đại phát từ bi. Ta tha cho mạng chó, chó voi ngươi. Còn nhịn gì nữa, thật không ai chuẩn bị kiểu cho sư phụ ta đi. Mau lên đi. Dạ. Đó thầy coi. Ngộ Không, Ngộ Đăng. Dạ. Các con không sao chứ? Dạ không sao. Lão trư con làm gì có sao được chứ. Vì đây à, Tôn Ngộ Không này cũng được gọi là một con khỉ có mưu mô hơn người và tràn đầy nghĩa khí dũng mãnh. Lúc hắn trong bụng của ta, nếu muốn hại tới tính mạng ta, cả một ngàn người như ta cũng bị hắn giết chết rồi. Lúc nãy hắn nắm mũi đệ, nếu như hắn cứ nắm mũi không mua ra thì không chỉ là phóng cái mũi mà e là mất tới 80 ngày cũng chưa chắc đã khỏi đâu. Chúng ta đã thua hết 2 trận, hãy theo như lời đã hứa, sắp xếp đưa bọn họ đi khỏi đi. Đại ca thật sự muốn đưa Đường Tăng đi sao? Được, hơn nữa là phải chúng ta đích thân đi được. Hiền đệ, cũng nói đó đệ hình như là khẩu bất đối tâm, chẳng lẽ đệ đang tức bọn huynh hay sao? Thì cũng được, để bọn ta đi đưa tiễn chúng là được rồi. Đại ca, hòa thượng đó nếu như không để chúng ta đưa mà lén lén lút lút mò qua núi thì xem như là bọn chúng may mắn. Nếu như để chúng ta đưa
thì đã trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng ta đó. Điệu hổ ly sơn? Thế nào là điệu hổ ly sơn này? Lần này đi hơn 400 dặm hướng tây chính là sư đà thành của đệ. Huynh đệ chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, làm cho thầy trò chúng không thể nào chăm sóc lẫn nhau. Tới lúc đó muốn bắt Đường Tăng thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sao hả? Hay lắm, diệu kế. Ngưng. Kính chào hòa thượng lão gia đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mau lên kiệu qua núi đi. Nè, các người ba lần bảy lượt nói dối gạt người, lần này là thật rồi chứ? Các vị yên tâm đi, cho dù ta có mượn gan trời cũng không dám lừa đảo nữa đâu. Thật đa tạ tấm lòng của các vị. Thật đúng là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Lão gia mời lên kiệu. Hả kiệu? Sư phụ, các đồ đệ lên đường thôi. Dạ sư phụ. Sao sư đệ vác hành lý quên vác ngựa? Khởi kiệu. Thôn ca, thật không biết sư phụ ngồi trong đó có thoải mái không à? Thôn ca, không đúng. Đại sư huynh, sao vậy hả? Không ổn rồi. Đứng lại. Đứng lại.师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。Đại sư huynh, Sư đệ. Ta lộ một vòng là 1800 dặm mà ba tên yêu quái này cũng đuổi kịp theo ta sao? Thánh Tăng hãy yên tâm ở đây mà đợi tin tức đi nha. Ta về rồi. Đại Dương. Hãy để ta xem. Đâu? Đúng là thịt nè. Khá lắm. Dạy em xuống đi. Dạ. Sư phụ, tình. Xem ra cái sư đà thành này mới thật là sao quyệt của bọn chúng đi. Ngộ Không, mình lúc gặp nạn thì con ở bên ngoài sử dụng thần thông lên trời xuống đất, có thể tìm thêm cứu binh tới hàng yêu.
lần này sao con cũng tính sai được vậy? Nhưng là sư phụ đã liên lụy các con. Trời ơi, sư phụ ơi, thầy nghĩ con bây giờ phải làm sao đây? Thường ngày những tên yêu quái kia đều sợ tiếng tâm của đại sư huynh, không có dám ăn thịt của sư phụ thầy. Nhưng mà trên đường đi, chúng ta bị chúng lôi đi kéo lại, lần nào cũng là chết đi sống lại hết. Lần này tiêu thiệt rồi, đại sư huynh cũng bị bắt vào đây luôn. Đúng là như bà quả phụ bị mất đi đứa con một vậy, chút hy vọng cũng hết luôn rồi. Ý chà nhị sư huynh, chúng ta có chết đi thì cũng chẳng sao, quan trọng là chúng ta phải tìm cách cứu được sư phụ ra ngoài kìa. Sư phụ yên tâm đi, bác chế, đừng có khóc nữa. Có lão tôn ta ở đây, bảo đảm mọi người cũng bình an vô sự. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, khi ba tên yêu quái đó ngủ rồi, thì ta sẽ nghĩ cách cứu các người ra ngoài. Hầu ca ơi, lão trư này vô cùng khâm phục điểm này của huynh. Đã là lúc nào mà huynh còn ở đó khoác lác nữa. Huynh nhìn coi, sợi dây này xiết lại mà trên nó còn có phun nước nữa chứ. Huynh ốm nên không có cảm giác của lão trư. Bây giờ đã ngấm vào thịt ba phần rồi, chạy hết nổi rồi. Đừng nói là sợi dây này, cho dù là sợi dây thô cứng hơn nữa thì đối với lão tôn ta mà nói chỉ giống như là gió lùa qua tay mà thôi, có gì khó khăn. Có câu nói này của đại sư huynh, vậy thì lần này sư phụ của chúng ta sẽ được cứu rồi. Tụi bay đâu? Chia năm đứa đi rửa nồi, 10 đứa nhóm lửa, 10 đứa lấy nước, 20 đứa đi khiêng cái xương sắt ra đây, đem 4 tên hòa thượng này chưng lên ăn. Huynh đệ chúng ta sẽ thưởng thức chia một miếng cho tụi bay, để tụi bay đứa nào cũng được trường sinh bất lão. Đúng. Hầu ca, huynh có nghe không? Bọn chúng sắp chưng chúng ta lên ăn kìa. Ngươi yên tâm đi, ta đang muốn xem chúng là yêu tinh ranh hay là yêu tinh lợi hại đây. Đại sư huynh à, bây giờ đã là lúc nào rồi, chúng ta cũng gần xuống gặp Diên Dương rồi, huynh còn nói yêu tinh gì nữa. Tụi bay đâu? Chưa bắt chớ đó không dễ chưng đâu. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, bọn chúng nói để không có dễ chưng kìa. Không sao không sao, không dễ chưng lột ra là dễ chưng. Không, ta dễ chưng, ta dễ chưng, ta da mỏng mà. Được nè, tên nào khó chưng thì đặt ở dưới đáy nồi. Đúng, vậy thì đặt trước bắt giới. Đừng có lo đầu heo, vui lên đi. Sao huynh lại nói vậy? Thường thì khi chưng đồ đều là chưng từ trên xuống, những thứ khó chưng đều đặt ở bên trên, thêm lửa vào hơi nóng bốc lên thì sẽ chín. Hắn nói để không có dễ chưng, còn đặt để nằm ở dưới vậy thì toàn bộ hơi nóng bị cản lại, không có cái gì chín hết. Vậy chứ sao? Thôi được rồi, Hầu ca đừng có nói nữa mà. Trời ơi, nghe huynh nói vậy, để bị bọn chúng hành hạ tới hành hạ lui, chúng ta hành hạ để cho đến chết thôi. Đại Dương, nước sôi rồi. Tốt. Khi bọn chúng lên bỏ vô sửng. Trời ơi, lần này tiêu thiệt rồi. Trước đây chỉ là nói thôi, lần này bỏ vô sừng luôn rồi. Thả bọn ta ra. Hầu ca, thả bọn ta ra. Sư đệ, sư phụ. Thả bọn ta ra. Thả bọn ta ra. Sư phụ. Đóng lại cho tôi. Đúng rồi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Nhiều lắm. Sư phụ. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Thêm nổi đi. Bắt chế Satan thì còn chịu được 2 dạo, còn sư phụ của ta 1 dạo thì đã chín nhiều rồi. Bây giờ biết làm sao đây? Nếu như không nghĩ được cách cứu họ ra ngoài thì sẽ hỏng chuyện hết. Bắc Hải Tiểu Long Ngao Thuận Khấu Kiến Đại Thanh. Ngài không cần đại lễ, không cần đại lễ. Không biết thì không có tội. Hôm nay sư phụ ta đi ngang qua nơi này đã bị yêu ma bắt đi, bỏ vô sửng chân lên, mau giúp sư phụ ta, đừng để bọn chúng làm gì được sư phụ ta, nhanh lên đi. Đại Thánh không cần lo lắng. Hả? Thôi đại dương, đại dương, đại dương, đại dương, đại canh lửa cho tốt, chừng chín rồi thì chúng ta đem ra ăn. Ủa sao còn chưa sôi nữa, có phải các ngươi lười biết không? Đại dương không biết hôm nay tại sao đã đốt hết 1 đống củi mà nó vẫn chưa chịu sôi lên. Thêm củi nhiều vô. Dạ 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 dạ.
Dạ dạ, thêm vô, thêm vô. Nhìn lên, thêm vô, thêm vô. Rồi, bỏ vô, bỏ vô. Dạ, cội đây, cội đây. Nhìn lên, rồi. Lão Trư ta đang đúng lúc à, có phòng hàng. Chân chút cũng tốt. Hả? Những huynh đệ đốt lửa bên ngoài ơi. Ơi, thêm chút lửa đi. Bỏ thêm chút củi nữa. Mấy cái tên yêu quái này làm yêu quái thật chẳng có quy tắc gì hết. Thật không biết cầu tiên. Nhị sư huynh, huynh đừng có nói nữa. Để nói huynh nghe nè, đang còn lạnh, còn chịu được. Một chút nữa bắt đầu nóng lên rồi thì không bao lâu sau tất cả chúng ta đều bị chín hết đó. Ồ, phải không? Những huynh đệ đốt lửa bên ngoài ơi, các người đừng thêm lửa nữa. Người thấy bên ngoài lạnh vậy, hay là người nên trở về nghỉ ngơi sớm đi. Bọn ta sẽ tự chín ở trong đây, tiết kiệm được rất nhiều sức lực á. Còn heo nó nói gì vậy? Cũng được, phải hát hết đó. Định mới không chín, chúng ta thêm củi nữa đi. Thì dù đang ở bên trong thì chúng ta đem thịt vô đó. Đúng rồi đó. Không cần phải lẹ đi. Là chúng ta đem thịt vào á. Thêm củi vô, thêm củi vô. Nhìn lên, nhìn lên. Nước sôi rồi sư phụ ơi. Sư phụ, sư phụ ơi. Sư lão trư con đi trước một bước nha. Sư phụ ơi, sư phụ ơi. Nhìn lên, nhìn lên. Sư phụ, con tới có sư phụ đi. Sư phụ, đại sư huynh. Ngủ không? Sư phụ có sao? Để biết ngay là Hùng ca có nghĩa khí mà. Đâu có lý nào bỏ mặt lão trư này, không lo. Nhỏ tiếng thôi tên đầu heo. Nếu như để yêu quái nghe thấy, nó sẽ đem chứng ngươi một lần nữa đó. Vậy ông nói, không nói nữa. Mắt giới à, để hãy trong chuyện sư phụ. Sau khi ta lấy xong hành lý và ngựa thì chúng ta sẽ đi. Lão Long Dương, ra đây đi. Thánh Tăng. Thì ra nãy giờ Long Dương bảo vệ. Hẹn gì nước sôi mà chẳng thấy nóng gì hết. Ta là Long Dương đã bảo vệ. Thánh Tăng trên đường không sợ gian khổ, tiểu thần chỉ là dốc chút sức mọn có đáng gì đâu, xin cáo từ. Đi thôi sư phụ. Đi. Cẩn thận thầy. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đường Tam Tạng ngươi chạy không thoát được đâu. Sao sư đệ bỏ vậy sư phụ? Chỉ có nhiều đó thôi sao? Vị sư huynh. Sư phụ. Bạch Dưới, sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Sư phụ. Hậu ca, Hậu ca ơi, cái con khỉ đột trời đánh này thiệt à. Cứu người cứu cho trót luôn đi. Lần này tiêu rồi, lại về với cái sỉnh nữa. Dạ sao ta giết được bao nhiêu xuống dưới cho ta? Dẫn xuống mau. Dạ. Sư phụ. 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 Đường Tăng. Đại ca, quân cứ nắm lấy hắn ta không buông. Có phải là muốn nuốt sống hắn luôn không? Mà, ta đang muốn vậy đó. Mà. Ê, đại ca, Đường Tăng này chính là vật hiếm thấy trên đời. Không như những tên phàm phu tục tử, bắt một tên có thể làm cơm ăn. Nhất định phải đợi đến lúc thiên âm vô sự thì mang hắn ra rửa cho sạch sẽ. Vừa chơi một đoán mai hành lệnh, vừa bảo bọn thuộc hạ tấu nhạc hát ca
ăn như vậy mới có mùi vị chứ. Đúng đúng. Hiền đệ nói rất có lý. Nhưng mà nếu như Tôn Ngộ Không lại tới trộm đi nữa thì sao? Đại ca, bên sau của Hoàng Cung đệ có tòa Cẩm Hương đình, trong đình có một cái tủ sắt. Theo đệ thấy, tạm đem Đường Tăng nhốt vào trong tủ đó, khóa cửa đình lại, rồi đồn ra ngoài là nói Đường Tăng đã bị ba quân đệ chúng ta ăn thịt rồi. Ồ, chắc chắn Tôn Ngộ Không nhất định sẽ mò đi thám thính. Nếu nghe được câu đó, hắn tự nhiên sẽ bỏ cuộc rời khỏi. Đợi 5-3 ngày hắn không thấy quấy nhiễu, chúng ta mới mang Đường Tăng ra từ từ mà nhâm nhi, chẳng phải vui sao? Hay là anh sống tốt hơn. Chỉ e là đêm dài nhiều mộng. Vậy phải tính sao đây? Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Làm sao đây? Tụi bay làm gì vậy? Đám tiểu yêu tụi bay Gia Gia khác rồi. Còn không mau lấy nước cho Gia Gia uống. Có nghe thấy không? Hả? Trời, ta không có nước. Tới lúc đó thịt ta nổi ghẻ luôn. Đừng nói là ta không báo sớm nữa. Các người đúng là bọn yêu quái trời đánh người. Muốn ăn thịt thì ăn liền giờ đi, kẹp sống mà ăn đi. Còn chừng gì nữa không biết. Lãng phí củi lửa, muốn hành hạ làm sao nữa đây. Âu ca ơi, Quỳnh ở đâu vậy? Âu ca ơi, Âu ca ơi. Nè, ngươi lại. Đậu heo, ta là Hồ Ca đây. Ta tới cứu ngươi rồi. Hồ Ca, sư phụ của chúng ta đêm qua đã bị bọn yêu quái đã ăn sống mất rồi. Hồ Ca, để biết mà. Huynh đừng nóng, đừng làm để sợ. Để cũng là trong vòng sốt ruột đoán bậy. Đừng nóng nghe Hầu Ca. Đừng nóng nghe Hầu Ca. Hả? Hầu Ca. Mấy cái này đi quái cứu ta. Sư phụ, đại sư huynh à, đại sư huynh, sư đệ. Sư đệ, ta tới cứu đệ đây. Không, đại sư huynh, huynh không cần cứu đệ. Sư phụ mình đã chết rồi. Sa tăng sao còn có thể sống tiếp? Đại sư huynh, huynh đi đi. Đệ không đi đâu. Đệ phải đi chung với sư phụ xuống suối vàng. Sư phụ chết thật rồi sao? Sư phụ, sư phụ. Ngã Phật túc thật từ bi, thì xin hãy giao kinh giao cho đệ tử, để đệ tử đưa về đóng thổ.
Một là quanh dư Phật pháp, hai là hoàn thành tâm nguyện của sư phụ huynh đệ tôi. Nếu như Phật tổ không giao kinh văn cho đệ tử, thì hãy tặng đệ tử bài chú Kim Cô, tháo gỡ dòng Kim Cô này, để đệ tử có thể quay về Hoa Quả Sơn xưng vương làm đế, cũng sẽ được tiêu diêu tự tại. Người gặp bảy ba tên yêu ma đã bị thất bại, cũng chẳng quan ức cho người, nhất là bà con yêu đó. Vốn dĩ là con thú thần, hình thành khi trời đất còn hỗn độn, trước giờ đều là ăn thiên long để sống. Đệ tử không phải là đau khổ vì thất bại, đệ tử đang nhớ thương sư phụ. Từ lúc lão tôn ta sinh ra cho tới nay, chỉ có biết ngông cuồng hiếu chiến, chẳng bao giờ nói tới đạo lý làm người, và cũng chẳng có ai dạy dỗ ta cả. Nhưng từ lúc gặp được sư phụ Huyền Trang, tuy người chỉ là một người phàm phu tục tử, nhưng mà người đại nhân, đại trí, đại dũng. Đó là người mà lão tôn ta bái phục. Bây giờ sư phụ ta chết rồi, lòng của lão tôn ta cũng đã chết. Lòng của ngươi hình như chết hơi sớm đó. Như Lai, vậy ý của ông là? Ta xem ta bà đó hai tên vô cùng có chủ. Phổ Hiền, Văn Thù, vì vị Bồ Tát sẽ cùng ta đi hàng yêu giúp ngươi. Ngươi còn ngẩn người ra làm gì? Không mong đi sư Đà Đồng kêu chiến đi. Chỉ được bại không được thắng, chúng tôi tự sẽ tới đó hàng yêu giúp ngươi. Tiền đệ à, lần này ba chúng ta có thể ăn được thịt của Đường Tăng đều là công lao của Tam đệ. Đúng, ông huynh kính đệ một chút. Đúng. Rồi. Hãy để vừa nghĩ tới cái cảnh Tôn Ngộ Không bị chúng ta lừa gạt khóc lóc mà đi, thì để cảm thấy vô cùng vui sướng. Tam đệ trí dũng sâu toàn, đúng là không hổ danh là đại bà Kim Sĩ Điểu chuyên ăn thịt thiên long. Để cũng kính huynh một chút. Uống đi, uống đi, uống uống uống. Tôn Ngộ Không, Ngộ Không sư phụ. Ba tên lão ba đầu, nếu có bản lãnh thì đi ra ngoài đánh với gia gia các người 300 hiệp. Ai không đi, người đó là rùa rút cổ. Lại đây, lại đây. Đi có hồng đại nữa lại. Đừng hồng đại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Tôn Ngộ Không, đứng lại. Tôn Ngộ Không, chạy đi đâu? Ta xem ngươi chạy đâu đi đâu. Con thú của vị vị Bồ Tát xuống núi đã bao nhiêu ngày rồi? 7 ngày rồi. Trên trời chỉ 7 ngày, dưới trần 7 ngàn năm. Không biết hại tới bao nhiêu sinh linh rồi. Mau đi bắt bọn chúng đi. Chạy đi đâu? Đó, các huynh đệ, không ổn rồi. Con khỉ đó thật đúng là tên xảo quyệt. Cả chủ nhân của chúng ta, hắn cũng gọi tới đây. Hey, đại ca đừng sợ, chúng ta cùng nhau xông lên đoạt lấy bảo sắc của Như Lai. Lên, được, lên. Nhiệt xúc, không mau hiện hình, còn đợi gì nữa? Hả? Diệt xúc không mau hiện hình, còn đợi gì nữa? Diệt
Đa tạ Như Lai Phật Tổ, nhị vị Bồ Tát đã ra tay cứu giúp. Mau đi cứu sư phụ và nhị vị sư đệ của ngươi đi. Đa tạ, đa tạ. Yêu quái quả nhiên lợi hại, cả bắt giới cũng bị chúng bắt đi. Sư phụ nhất định là bị chúng bắt đi rồi. Con khỉ thối. Ngươi chỉ là một con khỉ đầu rồi, còn muốn chạy đi đâu hả? Yêu quái gian trá kia, mau thả sư phụ của ta ra. Nếu không thì ta cho ngươi nếm thử uy lực của kiếm cô bản của Tôn Gia Gia ta đi. Vậy được, nếu ngươi muốn cứu sư phụ ngươi, hãy nếm sự lợi hại của Bảo Châu nương nương ta trước. Hết. Hết. À, còn kỹ thối, lão nương không sử dụng tuyệt chiêu thì ngươi không biết sự lợi hại của Bảo Châu nương nương ta. Ta không những ăn thịt sư phụ ngươi mà còn ăn thịt cả ngươi. Hảo yêu quái, hảo thủ đoạn, ngươi làm cho Tôn Gia Gia ta sợ ngươi quá đi. Bây giờ ta cho ngươi nếm thử uy lực của kim cô bản của lão Tôn ta đây. Đánh chết người, 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 đánh chết người. Quái quả nhiên lợi hại, lão Tôn ta đi đây. Thổ địa công, thổ địa công đâu, mau ra đây cho ta. Thổ địa công, mau ra đi. Không biết hắn là yêu tinh từ đâu tới mà lợi hại như vậy chứ, còn muốn đối đầu với lão Tôn ta. Tại sao, tại sao vậy chứ? Hả? Thổ địa đâu? Mau ra đây cho ta! Mau ra đây! Đại thánh, đại thánh, gia gia, đại thánh, gia gia bất giận. Chuyện đây là sao? Đại thánh, gia gia bất giận, đại thánh, gia gia. Dù đại thánh có đánh chết tiểu thần, tiểu thần cũng không biết chuyện gì hết trơn nghe. Bảy con yêu nữ trong động bằng tên đến đây chưa đầy 10 năm. Bọn chúng là yêu quái từ phương nào mà dám đến đây loạn thế? Dạ, dạ, tiểu thần thật sự không biết, thật sự không biết. Người dám nói không biết à? Dạ. Chức thổ địa này ngươi làm gì? Mau đưa đầu đây để lão Tôn đánh cho ngươi một đấy. Nhưng mà đại thánh. Dạ, trời ơi, Kim Quang Đại Tiên, Kim Quang Đại Tiên, Kim Quang Đại Tiên. Cô ta đi, ông đi đi. Dạ đa tạ Kim Quang Đại Tiên, dạ đa không tạ, được đi, đa tạ. Không được đi. Đại Thánh Gia. Ngay cả thổ địa cũng gọi ngươi là Đại Tiên à? Con yêu quái này, biết làm người quá chứ. Không dám, không dám, Đại Thánh Gia. Bần đạo thành lý tu thành tiên đạo. Tuy là trên người mang yêu khí, nhưng đó là vì bần đạo vẫn chưa tu thành chân tiên. Không có nghĩa là bần đạo sẽ hại người. Vậy ngươi nói đi, ngươi thả thổ địa đi rồi, ngươi làm sao ăn nói với ta đây? Đại Thánh Gia thử nghĩ, Bảo Châu nương nương đó
cả thức tiên nữ cũng phải nhún nhường. Vốn là phường không dễ đối phó, ngày làm khó thổ địa có ích gì chứ? Vậy ngươi phải dẫn đường chỉ lối cho ta, ta phải tìm ai mới hàng được yêu quái đó hả? Đại thánh gia, Bảo Châu nương nương đó lợi hại nhất là hạt châu trên bụng mà ả luyện thành. Nếu như ngày có cách lấy được hạt châu đó ra thì có cơ hội thắng ả. Đây có lẽ là một bí mật, dù có chết ả cũng không nói cho người khác biết. Vậy ngươi làm sao biết được? Bởi vì bần đạo và cô ta vốn là đồng môn sư huynh muội. Nhưng mà tôi chọn đường tu đạo thành tiên, còn cô ta lại đi vào ma đạo. Tôi không thể nào kéo cô ta ra, nhưng ít ra có thể cứu một số người bị cô ta hại. Vậy ngươi cũng không thu phục được hắn sao? Muốn lấy hạt châu trên bụng cô ta, nhất định phải tiếp cận rất gần mới được. Tôi không làm được. Vậy ta cũng hết cách rồi. Nhưng sư phụ của ngài làm được. Ngươi nói vậy là sao? Đại thánh gia nghĩ xem. Sư phụ ngài chỉ cần ngày nào chưa đồng ý thành thân với Bảo Châu thì ngày đó Bảo Châu không giết ông ấy. Nhưng một khi sư phụ ngài đồng ý thành thân với Bảo Châu thì mới có cơ hội lấy hạt châu đó. Nhưng mà sư phụ của ta không đồng ý thành thân với ả đâu. Bần đạo đã nói hết lời, xin cáo từ. Nè, ngươi đừng đi. Ta hỏi ngươi, yêu quái đó là cái gì biến thành? Họ là do nhìn tinh biến thành. Lần này quả nhiên là gặp phải ổ yêu nhìn rồi. Nè, nhìn tinh trong động kia, đồ dâm phụ hạ tiện vô liêm sĩ, tôn gia gia của người ở đây, mau ra gặp ta hành lễ đi. Hay lắm, con khỉ đáng chết kia. Lần trước may mắn thoát chết, người nên trân trọng tính mạng, ăn năn hối cải, sao còn dám đến đây nộp mạng? Bảo Châu nương nương không tha cho ngươi đâu. Mà lại đến đây để giảng hòa. Hòa hả? Con khỉ đáng chết kia, bọn ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Dựa vào đâu để tin ta? Ta có phép thần thông, các ngươi vừa trói lại ta thoát được ngay. Vậy được, ta cho ngươi toại nguyện. Các tỷ muội bắt hắn lại. Tư, cô làm vậy mẹ cô không tha cho cô đâu. Tôi mặc kệ, tóm lại tôi không muốn hại người nữa. Nghe kìa, đại sư huynh tới cứu tôi. Huynh đại sư huynh của huynh biết bảy ngày phép thần thông và bản lĩnh chắc là cao hơn mẹ tôi. Chắc là vậy. Nhân cơ hội này mình đi cứu vị sư huynh của huynh đi. Được. Tôn Ngộ Không, trên đường đến Tây Thiên, người gây náo loạn khắp nơi, ta đều nghe nói hết. Ta cứ tưởng rằng người có ba đầu sáu tay. Hôm nay được gặp, ta mới phát hiện lời đồn đúng như sự thật. Đại tỷ, nghe nói con khỉ này gian trá vô cùng, hay là để muội nuốt chửng hắn, để hắn không còn tác quái. Khoan, nè, đừng có trách ta không cảnh cáo các người trước nha. Ta từng luyện mình đồng gia sắp, nếu như các người cắn ta ngược lại bị xương của ta làm cho các người gãy răng luôn. Như vậy các người đừng có trách lão tôn này không có nói trước. Không sai, nọc độc trong răng của bọn ta không làm khó được ngươi, nhưng mà nọc độc trong miệng của ta phun ra, vậy thì khác đó. Ta biết sự lợi hại của ngươi, cho dù kim cô bảo của lão tôn là định hải thần châm cũng không làm khó được ngươi, nhưng mà nếu như ngươi phun nọc độc vào mặt của ta, chẳng phải ta sẽ biến thành một vũng bùn nhão nhác sao? Khẩn xin nương nương tha tội cho ta một mạng đi. Thật là sảng khoái. Ta không thể ngờ thiên hạ vô địch, ai cũng không sợ, cả Ngọc Đế lão tử cũng không sợ, vậy mà quỳ xuống van xin ta tha mạng. Hơn nữa còn là thủ hạ bại tướng của ta. Từ nay về sau, thành danh của Bảo Châu nương nương này sẽ uy trấn thiên hạ, không ai không biết, không ai không nghe. Tiện nhân, lão tôn chỉ diễn kịch chính ngươi thôi, ta gọi ngươi một tiếng nương nương cho ngươi nghe dễ chịu một chút. Con khỉ thối, đừng hòng giở trò với ta.
Hôm nay ngươi đến động bàn tơ này, ta không nuốt chửng ngươi ngay. Ăn thịt khỉ sống, như vậy thì chẳng phải là ngon hơn sao? Ê, khoan đã, nương, cho hỏi là bà còn muốn chiếm được sư phụ của tôi không vậy? Ngươi nói cái gì? Tôi nói bà không chỉ muốn ăn thịt Đường Tăng, mà còn muốn có kim thân là hán của Đường Tăng. Như vậy hút hết máu trên người của Đường Tăng, giúp cho bà có ngàn năm đạo hạnh. Bà thử nói xem có đúng như vậy không hả? Phải thì đã sao? Con khỉ nhà ngươi làm sao mà biết? Hả? Trên đường đi chúng tôi gặp không ít yêu quái, con nào cũng nghĩ như vậy hết. Thì ra con khỉ thối này muốn bán đứng sư phụ của mình để đổi lấy mạng sống. Tôi nghĩ ở trên đời này, người có thể thuyết phục được sư phụ của tôi trừ Bồ Tát Phật Tổ ra thì chỉ có một mình lão tôn này thôi. Tin hay không vậy thì tùy bà. Đại tỷ, con khỉ này vô cùng lanh lợi xảo trá, tiên đừng có để hắn ta gạt tỷ. Nếu tỷ nhốt hắn lại, nói không chừng lát nữa hắn lại biến thành côn trùng bò ra ngoài. Muội thật là khờ quá, có phải muội bị tin đồn bên ngoài làm cho ngớ ngẩn rồi không? Nếu hắn còn biến thành những côn trùng khác được, ví dụ như côn trùng thì ở trong động của ta chẳng phải chỉ có con đường chết sao? Cứu tôi với, cứu tôi với. Sao quà trượt mau lên đi, nhìn sư huynh của mình chắc là ở trong đó đó. Sao chứ để nhìn sư huynh, huynh không sao chứ? Ta có sao đó, ta vẫn còn trẻ, ta không có muốn bỏ mạng ở đây. Mau nghĩ cách cứu ta ra ngoài đi sao sư đệ. Được, huynh đợi đó, để đến cứu huynh. Ê, sao quà trượng à, huynh không thể qua đó được. Nếu huynh mà qua, đến giờ đã trói huynh lại luôn á. Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Từ từ à, lùi lại đi. Hả? Thế hình như là không có được sao sư đệ. Làm lại. Sao sư đệ, để chú ăn cơm hả? Trời, làm lại đi. Trời ơi, sao huynh nói nhiều quá vậy? Đệ vừa mới bị thương, vẫn chưa khôi phục nguyên khí, đệ chưa chết là may mắn lắm rồi. Thôi mà, nhanh lên đi. Huynh đợi một lát, đệ thử lại xem. Trời ơi, để có biết hay không vậy? Để mau nghĩ cách khác đi. Sao để lại tự mình à? Ngộ công. Con khỉ chết tiệt, lần này ngươi liệu hồn đó. Ngươi còn nhảy nhót nữa không? Đi. Sư phụ. Ngộ công. Sư phụ có sao không? Sư phụ có bị trúng độc không? Ta không sao. Con cởi trói cho ta đi. Bây giờ vẫn chưa được đâu. Một lát nữa con sẽ cởi trói cho sư phụ sau. Tại sao? Con vẫn phải quấn sư phụ lại thôi, nhưng mà thoải mái hơn là bị trói. Nhìn chú Cao. Tớ lại là con à? Quà thượng thối định chạy hả? Đâu có dễ như vậy. Câm miệng đi. Cái đám đàn bà thối các người, lão trư này không chịu hôn các người, các người liền tức giận rồi trói ta vậy đó hả? Người tưởng lão trư này thèm hôn các người lắm sao? Người miệng của ngươi từ nhỏ đã ăn kiến gián này trưởng thành rồi. Miệng của ngươi toàn là mùi tanh không, mùi hôi rồi mùi thối rồi. Ta khinh, ta muốn nôn quá đi. Con heo mập này cũng có mắt nhìn quá chứ, biết lão đường này thích ăn gián nhất à. Ông trời ơi, ông thật là bất công mà. Đại sư huynh. Trời, đại sư huynh, sao huynh cũng ở đây vậy? Để còn tưởng huynh đến cứu bọn đệ nữa. Cám miệng. Ê, cô tỉnh, bình tĩnh chút đi. Đau lòng cái gì chứ, dù sao cũng còn sư phụ đây. Ủa, lấy xem tên hòa thượng này làm gì được cho đệ tử của ngươi? Hú, đợi dưới đường được các người, chỉ cần các người đồng ý thả ba đệ tử ta ra, muốn ta làm gì cũng được. Làm gì cũng được hả? Vậy là phu thê đi. Ủa, nhất ngôn cửu định. Ủa, sư phụ, đừng mà. Đừng vì đệ tử mà hy sinh như vậy. Đừng tam tạng, ngươi nói thật chứ. Ta không cần gì bẩm báo nương nương nữa, mày dẫn người đến gặp tỷ tỷ của ta.
Người xuất gia không nói dối. Sao biết sảng khoái như vậy? Thì đâu cần chịu khổ. Dẫn đi. Dạ. Đi. 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 Sư phụ. Đi. Sư phụ. Đại sư huynh, sư huynh còn đứng đó mà cứu sư phụ. Hả? Đại sư huynh, huynh tháo bỏ mạng nhện dễ dàng vậy sao? Ngụ tình có không sao chứ? Là sư phụ sao? Ngụ tình, sao sắc mặt của con trắng bệch vậy? Sư phụ, con bị trúng yêu độc, sau này e không thể hầu hạ sư phụ được. Hay là để sư phụ cởi trói cho con trước. Sư phụ biết cởi trói sao? Ngộ không đã dạy ta cởi bỏ mạng nhện như thế nào rồi. Đừng tam tạng, hãy nhìn ta đi. Hôm nay ta ăn mặc như thế này, ngươi có thích không? Thích chứ. Ngươi thích hả? Trời ơi. Ngươi sờ bụng ta để làm gì vậy? Thật không ngờ ngươi lại nôn nóng như vậy đó. Ta thích chắc là sờ bụng người khác. Giọng nói này, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đoán xem. Hả? Con kỹ đột lại là ngươi? Nhìn ngươi thấy gớm quá đi. Chỉ nhìn thôi là ta đã nôn ra 3 ngày rồi. Ngươi! Ngươi đứng lại cho ta. Con kỹ đột, đứng lại cho ta. Đừng để hắn chạy. Bắt hắn lại cho ta. Con kỹ kia muốn chạy à? Đâu có dễ như vậy. Mẹ cứu con. Mau thả Gia Gia ta ra đi, nếu không ta lấy mạng nó. Phật phân thân. Con khỉ kia, mau thả tơ tơ của ta ra. Dù sao Gia Gia cũng chạy thoát rồi, giữ nó lại cũng vô ích. Ta trả cho ngươi. Mẹ con sợ quá. Con không sao chứ? Không sao. Con khỉ chết tiệt, lại để hắn chạy thoát rồi. Con khỉ chết tiệt. Con khỉ chết tiệt, lần sau đến nữa không may mắn gì đâu. Con khỉ chết tiệt lại là ngươi. Cách tỉ muội hẳn lấy cách bảo châu rồi. Oh my God!
Hầu ca, đã đến giúp huynh đây. Tình yêu hầu này. Đi, chúng ta đi, 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 chúng ta đi, nhanh lên. Không được chạy. Đừng truy cùng giết tận. Sao để lại đến đây? Hầu ca hả? Sư phụ và sa sư đệ đã thoát thân rồi, là họ cứu đệ ra đây đó. Được, cứu sư phụ quan trọng hơn. Sư phụ, thầy xem Ngộ Năng, Ngộ Không, hai con có sao không? Sư phụ, sư phụ, sư phụ có sao không vậy? Sư phụ không sao, con biết sư phụ trở lại như cũ đi. Dạ, dạ, dạ. Biến. Xảy ra chuyện này là lỗi của lão Trừ. Cô ta quá ác, bích ngao, còn biết giả chết, khiến cho con quên mất. Lần sau gặp lại, lão Trừ sẽ cầm cái đinh ba này đánh cho nó tim gan không còn luôn. Bác chơi, ta thấy đệ thẹn quá, quá giận thì đúng hơn. Sao đệ phải thẹn quá quá giận? Khi ta nhìn thấy đệ hôn con yêu tinh đó, đệ hôn rất là thấm thiết. Con nôn cũng không kịp. Trời ơi, thầy coi luôn đấy. Sao sư đệ? Ngô Tình. Ngô Tình. Sao sư đệ? Các tỷ muội, đừng để con khỉ này chạy thoát. Được. Để nó chạy đi. Hầu tử thối, coi như hôm nay ngươi gặp may. Nếu không phải ngươi chạy nhanh để rơi vào lưới nhện của ta lần nữa, ngươi một cánh cũng khó thoát. Đi, chúng ta đi tìm Đường Tăng. Sư phụ và sư đệ đều bị trúng độc hết. Lúc này không thể là lúc xuống tay, hay là đứng hoàng qua quan thám tính tình hình xem sao trước đã. Thật là biết. Tại sao không thấy sao hòa thượng? Lẽ nào hắn không bị trúng độc? Vậy đâu có dụng nước, chắc là hắn giả vờ uống, sau đó thì lại phun ra. Cứ tưởng hắn là người ngốc nhất, thành thật nhất. Xem ra mình đã lầm rồi. Cứ cho là hắn không chết thì cũng là bại tướng. Việc gì ta phải sợ hắn? Không trừ là quạng, ngược lại kẻ khiến ta lo chính là Tôn Ngộ Không. Sư huynh, mau giải độc cho hắn đi. Khó khăn lắm mới hạ độc được, sao phải giải? Ăn thịt hắn, chẳng lẽ cả độc dược của mình huynh cũng muốn nuốt vào bụng sao? Hắn vốn là kẻ thường dân trói gà không chặt, không phải mục tiêu muội cần phải ra tay đâu. Để ta lấy thuốc giải. Vậy con heo này tính sao? Cứ để hắn ở đây lấy thịt ăn dần dần. Trời ơi, đâu có đơn giản như vậy đâu. Đại đương đương nhất định sẽ dùng hắn đi dụ Tôn Ngộ Không đó. Nói cũng đúng đó. Thôi đi, việc gì ta phải tốn thời gian với con heo ngốc đó. Nên đi tìm thuốc giải trước đã. Sư huynh của ta luôn nhớ chuyện cũ. Từ lúc bọn ta cùng nhau tu luyện, huynh ấy đã dùng cái ly này cho đến bây giờ.
tỷ. Độc dược của tỷ, người thường uống một giọt lục phủ ngũ tạng thôi ná, thì bỏ nhiều như vậy có lãng phí quá không? Muội hiểu cái gì? Công lực của sư huynh ta hiện giờ có thể so với đại la kim tiên rồi. Con kỹ đó vẫn chưa chết, giờ độc chết hắn có sớm quá không? Tuy con khỉ đó lấy đi đơn châu của ta, nhưng vẫn chưa chắc đấu lại tỉ muội ta liên thủ. Giữ hắn lại chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào, chỉ làm vướng tay vướng chân, phá hoại chuyện tốt của ta và Đường Tăng. Vậy sao tỉ tỉ không hà độc ở trong rượu? Rượu này để tỉ muội ta uống, trà để cho hắn uống. Sư huynh ta từ lâu không uống rượu, chúng ta mời hắn mừng thành công uống một ly, hắn nhất định lấy trà thay rượu. Mà ly trà này chính là ly tiễn hắn lên Tây Thiên. Tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Cái tên Kim Quang đạo trưởng này sao biết mình sắp bị đầu độc còn đứng y bất động chứ? Hay bảo ngươi qua cầu rút gián muốn giết Kim Quang đạo sĩ, lão tôn còn phải lấy thuốc giải cứu sư phụ và bắt giới. Nè, lại đây, cái điệu hổ Lê Sơn, đi đi. Hey. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục vô môn người lại vào. Khỉ này rồi, chúng ta có thể yên tâm ăn thịt Đường Tăng rồi. Con khỉ này cuối cùng ngươi cũng trúng phải độc kim của nương nương bọn ta. Lần này ta không cần phải lo hậu quả nữa, cũng có thể hoàn toàn yên tâm giết tên đạo sĩ thối này. Yêu quái. Trời ơi, một hòa thượng tuấn tú như vậy chỉ lát nữa thôi phải nằm trên bàn ăn rồi. Ăn rồi cũng tiếc lắm đó. Đúng rồi, tiếc thì đó. Sư huynh, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Huynh xem, muội đã chuẩn bị sẵn loại trà huynh thích uống nhất. Muội biết huynh không uống rượu từ lâu, hôm nay cứ lấy trà thay rượu vậy. Trà hương bên này muội đặc biệt chuẩn bị cho huynh, mượn trà thay rượu, muội kính huynh một ly. Sư huynh, đa tạ huynh tương trợ, muội mới bắt sống được Đường Tăng, còn giết chết được con khỉ kia. Từ nay về sau, chúng ta có thể gối đầu ngủ ngon, từ từ thưởng thức thịt Đường Tăng, có đúng không? Các tỷ muội còn không mau kính ân nhân của mình một ly.
Kim Quang đạo trưởng, bốn tiên muội chúng tôi kính đạo trưởng một ly. Sư huynh, uống đi. Được, ta uống. Tại sao lại như vậy? Muội biết rồi, nhất định là huynh làm. Huynh nhân lúc muội đi giết tên Tôn hầu tử đó, huynh đã hạ độc. Không có, không phải ta. Ta muốn chết, muốn chết dưới tay muội. Nhưng mà ta muốn chết. Muốn giữ tính mạng con gái ngươi, dẫn sư phụ ta và bắt giới ra trao đổi. Ta tơ bị chúng bắt đi rồi. Ta ta. Mau thả sư phụ ta ra, bằng không ta giết cô ta. Ta ta. Hòa thượng thối, mau thả con gái ta ra. Mẹ, mẹ làm theo lời của hắn đi. Đừng ăn thịt đừng tăng nữa, mà cứu nữ nhi đi. Tôi đừng sợ. Sao hòa thượng, cho dù muốn trao đổi con tin, cũng phải xem ngươi có bảo vệ được họ rời khỏi đây an toàn không. Thưa, nhất phu liều mạng, vạn phu bất địch, ta nhất định phải cứu sư phụ. Ngô Tình, không cần phải cứu thầy, cứu bắt giới trước đi. Sư phụ, họ nhất thời chưa ăn thịt ta đâu, muốn cứu thì cứu bắt giới trước. Nhưng mà cứ làm theo lời thầy đi. Tiên trưởng, nếu ông còn niệm tình xưa, xin ông giải độc cho bát giới, thả hai đồ đệ của tôi đi. Bần tăng sống hay chết tùy ý ông. Sư muội, sư huynh cứ làm theo lời hắn, trao đổi tôi tơ về trước đã. Ở trong trà có đạo cơ. Ngoan ngoãn qua đó cho ta, trao đổi tơ tơ lại đi. Đi đi. Qua đây. Con không sao chứ? Không sao. Quay lại cho ta. Nè, dì sư huynh à, mau. Muốn chạy hả? Đâu dễ như vậy. Trời. Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn chưa chết sao? Ta chưa chết, nhưng đã tốn hết một sợi lông. Bị độc châm của ngươi định quá, khiến lão tôn đau lòng vô cùng đó. Ngươi, cái con khỉ này. Sư huynh, mau giết chết con khỉ này đi. Hả? Ê, tên đạo sĩ này, rõ ràng ngươi biết mụ ta chẳng có chút tình nghĩa nào, tại sao ngươi còn cam tâm tình nguyện để mụ ta hại chết chứ? Vì mụ ấy là thê tử của ta. Ê, loài nhện nhện toàn là hắc quả phụ, chuyên môn đi ăn thịt phu quân của mình. Đó là bản tính trời sinh, ta không trách. Bắt giới sa tăng, dạ, mau đi cứu sư phụ, để tên đạo sĩ thú này ta đối phó cho. Đi. Dạ. Dĩ sư huynh, đi. Đi. Đi nhanh lên. Đợi ta phong kín cửa động lại, chúng ta cả nhà ba người có thể ở đây sống những ngày tháng vui vẻ. Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ không ngược đãi ngươi đâu. Đi. Mẹ.
Hầu tử, ta không muốn ra tay giết ngươi. Con quả phụ thị sát đó chết ngàn vạn lần cũng chưa hết tội. Vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nè, con trai của ta, ngươi đánh không lại ta, mày đặt cởi áo hù dọa. Bần đạo vẫn còn một danh hiệu là Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn Ma Quân. Hay 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 hay. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biến thành Bách Nhãn vừa chột vừa mù luôn. Hầu tử, ngươi không thoát khỏi kim quang trận của ta đâu. Lão tôn ta đây thân bất tử, ngược lại ngươi còn bao nhiêu sức lực để phát kim quang? Cứ việc phát đi, ta sẽ cho ngươi chết. Trước khi ta mở chết thì hai sư đệ của ngươi sẽ chết trước. Cái gì? Ngươi tưởng rằng họ là đối thủ của sư muội ta sao? Hả? Có đi. Biết. lợi hại quá. Toàn thân run rẩy chẳng còn chút sức lực. Con yêu này lợi hại thật. Lão tôn ta trên đường hàng yêu vô số, tại sao con yêu tinh của Hoàng Hoa Quan này làm ta điên đầu vậy chứ? Yêu quái này lợi hại thật, lợi hại thật. Lợi hại quá. Ta biết làm sao đây. Không phải là lại tới rồi chứ? Thì ra là kiếm qua của Bồ Tát. Trời ơi, làm ta hết hồn. Đệ tử bái kiến Bồ Tát. Đúng là hiếm khi thấy ngươi hoang mang lo sợ đến như vậy. Có ai lo sợ cái gì chứ? Chẳng qua không biết lai lịch của con yêu quái này nên khó đối phó. Bồ Tát, nói thật cho lão tôn ca nghe đi. Yêu quái này có phải lại là thần súc của vị Bồ Tát nào hạ giới đối phó sư phụ tôi không? Nói ra đi. Hả? Đều không phải. Hắn quả thật là yêu quái sinh trưởng chốn trần gian, gọi là Bách Nhãn Ma Quân. Hả? Đúng. Phải. Toàn thân trên người hắn tổng cộng có 1800 con mắt. Dù ngươi có thiên biến vạn hóa cũng không vì thế mà tiếp cận được hắn đâu. Hả? Đúng. Vừa tiếp cận hắn, toàn thân liền phát ra kim quang. Ta tiến cử cho ngươi một vị thánh hiền, người này phá được kim quang hàng đạo sĩ này. Vậy nói đi. Là vị thánh hiền nào? Để tôi đi tìm người đó, sớm cứu sư phụ ra. Ở hướng chánh nam, Thiên Lý chi ngoài, có một ngọt núi tên Tử Dân Sơn. Trong núi có thiên hoa động, trong động có một vị thánh hiền tên là Bì Lam Bà. Người này có thể hàng yêu. Bị Lam Bà này đúng là biết hưởng phước quá đi. Tìm được một nơi đẹp như thế này ha. Tại sao cả người dưới động cũng không thấy vậy cả? Vậy mình có thể không mời mà tự vào được rồi. Bị Lam Bồ Tát có ở đây không? Cho hỏi Bị Lam Bồ Tát có ở đây không? Đệ tử có chuyện cần nhờ đây. Ai đó? Là Tôn Đại Thánh à? Bồ Tát, tại sao Bồ Tát biết tên ta vậy? Năm xưa lúc ngài đại đáo thiên cung, trên trời dưới đất có ai không biết, ai không nghe chứ? Bồ Tát, đúng là chuyện tốt không ai nói, còn chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm. Nè, Bồ Tát à, nhưng mà bây giờ đệ tử đã quy y ngã Phật rồi. Đừng tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trấn đồng thiên địa, có ai mà không biết chứ? Bồ Tát, nếu như Bồ Tát đã biết, vậy đệ tử không cần nói nhiều. Đệ tử tới đây là để nhờ cậy Bồ Tát một chút. Công việc xúc này, ngang như ở trần gian làm ác gieo hòa. Phải đó. Nếu không nhờ Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm thì thực tình đệ tử không biết tìm ai để đi hàng con yêu quái đó nữa.
Đi. Khoan, Bồ Tát. Bồ Tát à, người hình như là quên mang theo binh khí. Chỗ của ta có một cây kim thiêu, có thể hàng hắn. Bồ Tát à, đừng có giỡn nữa. Nếu sớm biết kim thiêu có thể giải quyết vấn đề, đệ tử cần đi tìm Bồ Tát hay sao? Cây kim đó thì lão tôn ta đây cũng có vậy. Kim thiêu của người chỉ là sắc đồng chì bạc, dùng không được. Bảo bối của ta phi sắc phi độc phi kim là do tiểu nhi dùng nhật nhạc lý luyện thành. Tiểu nhi này, Bồ Tát, không biết lệnh lang của Bồ Tát là vị nào vậy? Con ta là Mộ Nhật Tinh Quang. Mộ Nhật Tinh Quang. Đệ tử và Mộ Nhật Tinh Quang thân thiết với nhau lắm, đều là người một nhà hết. Thì ra là đại thánh. Chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Đường Tăng, hãy nhận lại làm phu quân của ta đi. Ta hứa sẽ không ăn thịt chàng đâu. Ta sẽ mang lại cho chàng niềm vui vô tận. Tên sư huynh đó của ta, Kim Quang đạo sĩ, cố giữ thân thuần dương ngàn năm, nhưng sau khi làm phu thay với ta một đêm, cũng phải phục tùng ta thôi. Nguyện vì ta mà chết, đó mới gọi là thế giới cực lạc chứ. A-di-đà-phật. Thì ra Kim Quang tiên trưởng lòng dạ từ bi, tu hành chánh quả, lại bị cô phá hoại. Bọn cháu nương nương, cô làm như vậy là hại người hại mình đó. Ngươi, chỉ có thể trách hắn không đủ nghị lực. Hắn là người đàn ông võ công cao cường, nếu không phải do hắn tự nguyện, ta làm sao có thể hại hắn được. Vì cô biết kỳ lực của bần tăng rồi, hà tất phải tốn công vô ích nữa. Ngươi, tơ tơ. Mẹ, ta nhớ sư bá của con hình như cho con diệu dược gì đó. Thuốc đó có tên là gì? Dục Tiên Hoàng. Dục Tiên Hoàng. Có phải sau khi uống vào rồi thì khoái lạc như thần tiên không? Sư bá nói sau khi con uống vào thì có thể hóa thành thần tiên. Tốt quá rồi, thì ra sư huynh quả thật có loại thuốc này. Đưa đây. Đưa làm gì? Sau khi ta cho Đường Tăng uống thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, ngoan ngoãn làm phu quân của ta, làm cha kế của con. Không phải, không phải là thuốc đó. Ta mặc kệ là thuốc gì, đưa cho ta. Đưa đây. Tôi không có. Mau đưa đây cho ta. Tôi không đưa có đây. Đưa cho ta. Tôi không đưa có đây. Tôi không có. Không đưa chứ gì. Không đưa hả? Tôi không ta có. Đánh chết con. Con không có. Ta mẹ, đánh chết đứa con bất hiếu này. Ta đánh chết con cho rảnh nợ. Ta phải đánh chết con. Tiền Tây, đó là con ruột của bà mà. Con ruột của ta, một người luôn chống đối ta, đứa con luôn làm nghịch ý ta, một đứa người chẳng ra người, yêu chẳng ra yêu, giống y như cha của người lúc trước vậy. Ngươi mà sống chỉ làm hại ta thôi. Nếu không phải vì ngươi, cái hạt châu trên bụng của ta đã không bị con khỉ đột kia lấy đi rồi. Nếu không phải vì ngươi, thì động bàn tay của ta cũng không ra nông nổi như vậy. Để lại một đứa như ngươi trên đời này chỉ toàn là ăn hại. Tôi không tin. Mẹ, mẹ đã từng nói, mẹ nói mẹ yêu con nhất. Mẹ từng nói mẹ cam tâm tình nguyện vì con mà chết. Ngươi câm miệng lại ngay cho ta. Nếu ngươi không giao Dục Tiên Hoàng ra, ta sẽ giết chết ngươi. Không được đi, đứng lại, quay lại đây cho ta. Mẹ, ta muốn chết ngươi. Chết đi, đừng chết mà. Bọn chú đương đương, bần tăng biết nhìn nhận cái trước đó không ăn thịt con của mình. Chẳng lẽ cái cả bản tính trời sẽ cũng mất đi rồi sao? Đúng, ta đã mất đi bản tính. Chính vì ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi có biết không? Ta điên thật rồi.
Thời tiết đẹp quá ha. Sa sư đệ à? Sa sư đệ. Vị sư huynh à, gì nữa đây? Đệ có đói không? Đệ không đói, nhưng mà lão trư này đói rồi. Hay là mình đi quá ăn chút cơm chay đi ha. Vị sư huynh à, giờ đã là lúc nào rồi? Trời ơi, làm gì làm cũng phải ăn cơm chứ. Để đúng là cá gỗ ngốc nghếch, vậy chẳng phải tự tìm cái chết hả? Lại là các người, sao còn không đi? Yêu đạo. Quỷ giáo sư phụ và đại sư huynh của ta đâu rồi? Mau biến đi. Đứng lại. Sư phụ và đại sư huynh của ta rốt cuộc ở đâu? Nếu như không đi, ta sẽ giết các người đó. Cho dù người giết ta, ta cũng phải cứu sư phụ và đại sư huynh. Đúng, dù người có giết hắn thì đại sư huynh của ta không tha cho ngươi đâu. Ta không nói nhiều với các ngươi. Đứng lại. Dạ. Đây là cái kim quang gì vậy? Tiêu rồi, lần này muốn giải tán cũng không giải tán được rồi. Ráng lên. Trời ơi, thôi ra đi. Ê, Bồ Tát, người xem, chính là tên yêu đạo đó. Bị lâm bằng. Nếu để nhận ra bổn tôn, còn có bắt muốn ta chịu trói. Sa sư đệ, bà đi cứu sư phụ đi. Dạ. Yêu quái chạy đâu cho thoát. Trời ơi, thì ra là con rít tinh. Hèn gì hắn dùng độc hại chúng ta. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Bồ Tát Hảo Kim Châm, để tôi siêu sinh cho con yêu quái này. Đại thánh thuộc hạ lưu tình. Độc của ta không người canh cửa, để ta nhận hắn về canh cửa, cùng để tình xúc sinh này có cơ hội chuộc tội. Vậy thì cảm ơn Bồ Tát nhiều quá. Làm phiền người quá. Bác chế. Hả? Đi cứu sư phụ đi. Làm phiền Bồ Tát. Đa tạ ơn cứu mạng của Bị Lam Bồ Tát. Thả con của bà ra đi. Không sợ chết. Mau buông ra đi. Ngươi thật sự không sợ chết? Ngươi không muốn sống nữa có phải không? Sống vui vẻ trọn đời, sinh một đám tiểu thần tiên, còn giữ con súc sinh này lại làm gì? Dừng tay lại đi, dừng tay lại đi. Tìm được dục tiên hoàng của ta rồi.
được dục thiên vàng, ta có thể cùng sư phụ các người thành thân rồi. Mẹ, 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 mẹ không thể chết được. Mẹ. Sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ không sao chứ sư phụ? Sư phụ. Mẹ. Sư phụ. Mẹ. Đã Phật.